chờ lâu lâu các bạn ơi. Bên phía gần màn hình là Hào, bên phía bên kia là học sinh. Ừ, ô chèn banh thiếu không? Chuyện nữa đi, bắn lúc luôn. Đánh toàn trong không à? Từ từ hai ba. Anh chiên cá dầu phộng. Hai ba nè, hai ba nè. Học sinh bỏ nhỏ ăn 42. Chà. Kèo nhiều quá, kèo công nhiều quá. Bắt không bóng ra đường. Năm hai. Chắp cái này ngon này. Sáu hai. Đánh bóng chậm tay ra ngoài 36. Chưa có thấy ai chèn cho nó bính được hết rồi. Còn bị bính giật giật không thiếu. Anh đốt vô bụng nè. Bỏ năm phép bụng. Hôm qua điện thoại em hết pin thầy Duy. Chứ không là em gửi cho thầy nữa. Qua hết pin được. Chứ không là quay gửi từ đó cho thầy. Được, dễ mà. Kèo qua 3.4. Bỏ năm nè. Bỏ bài đó thầy. Ờ. 4-5. Phát bóng ngoài 6-4. Bảy bốn. Này chắc quýnh 21 quá. Quýnh 21 hả Lộc? 21. Ổn lắm rồi. Ổn lắm rồi. Tám bốn. Năm người mà phát bóng bắt khó quá. À, giật dây bay lại. 94. Phát giò là thứ nhất. Hai bên phát giò nha. Ừ. Nhưng người ta hai bát tự do chứ không phải hai bát kia. 04. Có nghĩa là ta được sơm. Sơm sao ra? Sơm cái gì quên ta đầu lư sao ra mậu. Nó được sơm thì không được tại vì sơm nó sơm chỉnh lắm.
kêu nó thì nó kêu năm không thì hai bên quấn cái đó là phải hai bên phát giò rồi anh hiểu không, kiểu nó hai cây đồ vô quấn nó không có lần, tại vì tự do người ta đưa lên tới đầu lưới sao quấn lại phát bóng ngoài nó ghi quấn được ghi quấn vô vui vẻ năm ba hai ba gói chơi thôi. Mình luyện đầu năm. Luôn, phải luyện đầu luôn. Thì cả hai ba gói chơi vậy đó. Luyện luyện đầu luôn chứ còn cái kia không có ra đâu. Sơm nó cực, sơm chuẩn lắm. 6-1. Mấy 14 điều á. Rồi. Rồi. Trời đất. Ừ có Linh à, kìa anh em biết Linh. Đủ má sao phải lựa kèo cứng không à, em với anh Linh. 26. Quýnh có 2 gói mà cũng lựa kèo cứng ngắt à. Ê. Nhỏ hả? 36. Được không? Được không? Sớm thì không chơi. Kêu gì nữa? Thằng Dương Kỳ thằng em cấp 2, thằng Dương Kỳ thằng qua đằng hơn qua đầu, em quánh một cái ghế. Được. Đúng. Thằng nào? Thằng nào dựng cho nó? Dũng. Dũng nào? Dũng Lăng. Dũng đang khai phá. Đủ mẹ đó, cưng lắm không có được. 46. Cưng lắm. Nếu mà bằng cấp vừa thôi, bằng cấp đủ mày bằng cấp cứng quá sao vừa sao chơi với bạn. Nè, có nè mà hơn. Mình lên giận cho bạn á. Đủ má chứ bằng chơi cái cứng quá. Kết thúc. Học sinh thắng. Nhưng mà đúng thôi, đưa cho đó.